những hình ảnh mọi người đang xem là ghi nhận công tác tiếp nhận công dân an minh ngày hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2021 là bà con tại các vùng có dịch là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi xe máy về quê, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em. Trong 2 ngày qua, tại chốt kiểm soát liên huyện ở xã Đông Hòa, lực lượng cảnh sát giao thông huyện An Minh đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn và đưa bà con về các điểm tập trung để tiến hành công tác xét nghiệm test kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2 lần thứ 2 trong ngày. Theo thông tin miền thứ cập nhật, tất cả bà con khi về đến cửa ngõ quốc lộ 80 tại huyện Tân Hiệp đã được tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Bà con đã có kết quả âm tính và đã được cảnh sát giao thông dẫn đoàn đưa về địa phương nơi cư trú là tại chốt kiểm soát liên huyện giáp ranh với thứ 7 xã Nam Thái huyện An Biên. Tại đây, bà con được tập hợp theo nơi cư trú của từng xã, thị trấn và được cảnh sát giao thông dẫn đường về các điểm tập trung để khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định. Với những bà con đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng dịch COVID-19 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì sẽ được đưa về nhà cách ly theo dõi 14 ngày và trong 14 ngày tới sẽ lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Và những bà con cách ly theo dõi tại nhà xin hãy tuân thủ những quy định như sau. Gia đình có người từ vùng có dịch COVID-19 về nhà phải ở nhà. Không được tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, phải báo cáo ngay với các cơ sở y tế nơi gần nhất. Tại các khu vực gia đình có người từ vùng dịch COVID-19 trở về, sẽ có người dân tham gia giám sát. Và nếu có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 3 lần xét nghiệm thì khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Tổ COVID cộng đồng sẽ thực hiện công tác kiểm tra việc cách ly tại nhà, đồng thời thường xuyên nhắc nhở thực hiện tốt việc cách ly theo quy định. Và với những thông tin vừa được cập nhật nêu trên, Miệt Thứ tin rằng bà con chúng ta sẽ cùng đoàn kết góp sức vận tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng nhau trên dưới một lòng kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế xã hội. Xin chúc cho tất cả bà con có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống mới. Tất cả chúng ta sẽ thích ứng an toàn để chuyển dần sang cuộc sống bình thường mới. Đúng không?
không chạy tới đâu. Anh về đâu ngoài cho đi luôn lên. Kết thúc đây nha.